máy tính PC Mini MorPhi M6S, bộ xử lý Intel Zen 12 N100, N5105, sử dụng RAM DDR5, DDR48GB 12GB, ổ cứng SSD 128GB, 256GB, chạy hệ điều hành Windows 10 Pro, GPU tích hợp USB 4K 60Hz giúp xử lý các tác vụ văn phòng, xem phim, chơi game cơ bản mượt mà, không bị tình trạng giật lag. Sản phẩm nhỏ gọn thuận tiện đánh giá cao trên Ali, link mua trên website.